tri ân chân thành những chiến sĩ đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp giành và giữ đất đất của Tổ quốc và truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta. Những ngày tháng 7, khắp nơi trên đất nước đã chuẩn bị rất chu đáo, cả vật chất và tinh thần, thể hiện lòng ghi nhớ, trân trọng và chia sẻ. Nhiều năm qua đã có những hoạt động thiết thực thăm hỏi động viên gia đình, thân nhân đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi đến nghĩa trang nơi các bạn thân yêu mãi mãi tuổi thanh xuân. Chúng tôi thắp nén hương trầm, dâng lên đĩa quả, những bông hoa sẽ phần nào nói lên được tình cảm thương nhớ của chúng tôi.
Anh hùng.